Hạnh xin trân trọng kính chào quý vị và xin chào mừng quý vị chúng ta cùng trở lại với món chay gia đình ha, với chương trình Cả Nhà Cùng Ăn Chay. Bởi vì cái tên này Mỹ Hạnh đặt ra là vì mình nấu chay cho gia đình ăn thôi à, cũng chưa dám nấu cho ai hết trơn á, nên là không biết là ngon dở như thế nào mà nấu cho ông xã với con trai ăn thích là được rồi phải không ạ. Nên hôm nay Mỹ Hạnh chia sẻ cái món này cho quý vị, để nếu mà ai thích ăn rau củ thì chúng ta hãy ăn cái món này. Và món này được đặt cái tên là, nếu mà món mặn người ta hay nói là bò né phải không ạ, đây là gọi là món nấm né, bởi vì nguyên liệu chính là chân nấm đông cô tươi. Thì cái chân nấm đông cô này thì người khi mình mua là người ta đã ướp ở trong đây gia vị rồi, đặc biệt là rau là chính nha quý vị. Rau thì thật sự ra thì do mình thích ăn rau gì thôi, nhưng mà Mỹ Hạnh thấy ở chùa thầy sử dụng cái gì thì mình về bắt chước cái đó, thì mình thấy rất là ngon. Ở đây thì có nè, đậu bắp nè ha, rồi đây là ngò gai, khổ qua nè, rồi có đậu rồng nè, mình xào cùng với là dầu mình đã khử qua với xả. Còn ai thích ăn dầu thì ăn dầu, còn không thích ăn thơm hơn thì mình ăn bơ, bơ thực vật ha. Con trai mình thích, rất thích ăn bơ. Rồi bây giờ Mỹ Hạnh xin mời quý vị chúng ta cùng vào bếp với Mỹ Hạnh nha. Mỹ Hạnh sẽ sơ chế ra các món. À quên nữa, để mà mình chấm thì mình chấm là chấm với chao. Đây là chao nguyên chất, một lát Mỹ Hạnh sẽ pha chế cái món chao này ra. Thì tại khi mình xào cái này lên thì không có để gia vị gì vào hết trơn á, chỉ là gia vị vào trong cái nấm này thôi, với là chao để chấm là chính. Nên là Mỹ Hạnh sẽ sơ chế cho quý vị coi và sau đó chúng ta cùng thưởng thức ha. Đây là một chút xíu dầu mà mình đã khử với xả rồi. Mình làm nóng dầu lên. Sau đó mình cho chao vào ha. Cái chao này mình phải để một ít nước vào cho nó loãng ra. Này, nguyên chất của chao thì thường hay mặn, nên là mình sẽ sử dụng pha loãng ra như thế này. Rồi mình sẽ cho một ít đường vào, rồi mình cho một tí xíu bột nêm chay vào. Đơn giản là vậy thôi. Đây, Mỹ Hạnh sẽ cho ra cái chén nhỏ như thế này, để lát dọn người nào dùng thì sẽ chấm nha. Vừa rồi thì Mỹ Hạnh hướng dẫn quý vị làm cái món sốt chao để chấm với cái món nấm né này. Dầu khử xả, làm nóng lên. Rồi, bây giờ mình để cái chân nấm này vào. Rồi, sau khi Mỹ Hạnh để một ít dầu và xào lên thì mình nêm nếm vào luôn, để cho gia vị nó vào. Mình cho một ít bột nêm, ít thôi không có nhiều. Rồi mình cho một ít ớt bột cho nó có màu đỏ đỏ chút xíu ha, còn không thì mình xài ớt tươi mình cắt lát lát. Ớt này của Mỹ Hạnh là ớt miền Trung, là có màu thôi chứ thật sự ra là không có cay, nó chỉ lấy cái màu thôi. Rồi chúng ta sẽ xào cho nó thấm lại là được. Cuối cùng Mỹ Hạnh sẽ để một ít mè vào. Mình làm cho cái bếp nóng lên, để đây vào đây là một ít bơ. Tùy mình làm theo cái khẩu phần ăn của một người bao nhiêu á, mình làm một lần ít ít. Ví dụ như ai không quen ăn bơ á thì mình ăn bằng dầu. Rồi bây giờ mình cho rau vào nha quý vị. Mỗi thứ mình để một ít vào ha. Rồi mình xào lên. Có cái lá ngò gai á, lá ngò gai này á mình để sau. Tại vì nó mềm, nó là rau dạng rau thơm. Mình để sau. Cái này thật sự ra cũng không, đừng có để chín quá nó sẽ không ngon. Chín vừa thôi. Rồi mình cho một ít nấm vào luôn. Đó quý vị thấy không, cái rau bắt đầu nó chín xuống từ từ rồi đó. Rồi mình cho một ít lá ngò gai vào cho nó thơm. Đây là món nấm né đã hoàn thiện rồi đây. Mỹ Hạnh xin giới thiệu quý vị và mời quý vị cùng thưởng thức nha. Thật sự món này là dùng cái từ né thì quý vị cũng hiểu rồi đó, là món phải ăn ở trên bếp.
thì trên bàn mình bắt một cái bếp mà rồi cái bếp lẩu đó quý vị, hay là một cái bếp cồn, thì mình làm tại chỗ nóng hổi, mình gấp ra cho từng người ăn luôn nó sẽ ngon hơn, chứ không phải là gấp ra từng dĩa mà để nguội thì sẽ không ngon. Chứ thật sự là khi làm trên bếp là nóng hổi luôn, mình xào lên rồi vừa ăn, rồi gấp ra cho từng chén cho từng người và chấm cái món sốt chao này. Mỹ Hạnh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái món chay của Mỹ Hạnh làm cho gia đình ăn, đặc biệt là hôm nay đãi cho con trai của mình. Mến chúc quý vị có một ngày thật an lạc và thưởng thức cái món chay thật là ngon miệng. Xin cảm ơn rất nhiều.